Vâng, kính chào quý vị trở lại với chương trình Thế giới tuần qua. Kính thưa quý vị, thì có lẽ là một tuần vừa qua là nhiều những cái động từ hình như là hơi tăm tối. Nào là chính phủ shutdown, là đóng cửa. Rồi cái ngày mùng 3 tây thứ 5 đó, Trung Vương, là có một cái sự cố mà trên tại thủ đô Hoa Lệ Đốn thôi. Có một sự đó gọi là một cái sự kiện mà phải gọi là lockdown, gọi là đóng cửa thủ đô. Rồi đóng cửa Hoa Kỳ xong rồi đóng cửa thủ đô. Bởi vì là có một chiếc xe màu đen mà tông tới tông lui và tông luôn cảnh sát. Và cái sự kiện này thì cũng hơi buồn, bởi vì là sau những cái sự kiện va chạm đó thì cái người phụ nữ lái xe đó là bị cảnh sát bắn hạ. Là cái sự kiện này đó là một trong những sự kiện mà mới ban đầu thoạt đầu mà nghe mà quý vị thấy tin tức đài đưa cái là ai cũng nghĩ nó coi chừng là khủng bố, đang thấy là tiện thể là Hoa Kỳ shutdown, không làm việc, nhiều ngạch không có người, cho nên là tận dụng để mà những khe hở đó khủng bố đó. Thì thấy cái cảnh mà thiên hạ mọi người chạy tán loạn đi là đang sợ đó. Quý vị nhìn thấy đây chiếc xe mà không biết đây là nó không giống như là một cái máy surveillance camera, nhưng mà có lẽ là một anh camera nào cũng đài truyền hình quay được. Vâng, đó là của đài anh Huru. Quý vị thấy một cái đài rất là anh Hura, xin lỗi. Người ta nói rằng rất là nhiều đài truyền hình ở có mặt tại Hoa Thịnh Đốn, chỉ có duy nhất cái anh chàng camera của cái đài này thâu lại được cái đoạn video này mà thôi. Thì đây là một cái đài network mà của chính phủ Hoa Kỳ phân tài trợ và chỉ chuyên để chiếu về bên Trung Đông. Thì quý vị thấy là cái người phóng viên ở trong đó nói nghe cái tiếng Trung Đông. Đúng vậy, thì nhưng mà quay được hình ảnh này thì nó nói lên 100 điều giải thích trên báo chí. Và quý vị thấy là liên tục trong 2 ngày qua là nói về cái sự kiện này. Và cái kết quả đó, trên chiếc xe này là một người phụ nữ và một em nhỏ 1 tuổi. Nhưng mà một cái điều mà rất là kỳ diệu và may mắn là cái em nhỏ này không bị sao hết. Vâng, thì cái người phụ nữ cuối cùng cũng bị cảnh sát bắn thiệt mạng. Thì một cái điều rất là đáng tiếc, bởi vì sau những cái điều tra sau đó thì người ta nói rằng có thể là người phụ nữ này bị cái bệnh gọi là postpartum, làm cái vấn đề mà về tâm thần, đặc biệt là ảnh hưởng đến những người phụ nữ mà sau khi sanh con. Và trong gia đình cũng có một cái history mà bị về tâm thần. Và theo cái người bạn trai sau này kể đó thì hình như cô này cũng đang có cái suy nghĩ rằng là bị ông Obama theo dõi. Thì trong news đó thì không có nói đến cái là nó có một cái dây nhợ dính líu gì đến vấn đề mà khủng bố. Vâng. Cũng không liên hệ gì đến cái gọi là hệ quả của sự đóng cửa chính phủ. Nhưng mà thường là mình trong lĩnh vực news đó cũng giống như tất cả những cái báo đài đó, bắt đầu là luôn được đặt câu hỏi đầu tiên đó. Cái này nó có liên hệ đến khủng bố không? Cái đó. Sự kiện, cái cá nhân đó, cái sự kiện đó có liên hệ đến cái, tại vì bị thất nghiệp, bị cho nghỉ nên tức quá rồi hành động quá đáng vân vân. Nhưng mà thì tối thiểu là đối với chương trình mình coi trên kiểm chứng trong nhiều tin tức thì không có những cái sự liên hệ đó. Nhưng mà phải nói là nó một cách vô tình nó lại xảy ra vào đúng cái thời điểm mà Hoa Kỳ vừa mới đóng cửa xong. Và cách cũng có mới có 3 tuần thôi sau một cái sự kiện mà quý vị thấy là ở cái khu hải quân Hoa Kỳ bị một cái vụ mà nổ súng mà cũng làm cho 12 người phải bị chết. Và cách thủ đô Hoa Lệ Đốn cũng rất là gần, 1.5 mao thôi. Thì nó làm cho những cái người mà ở trong vùng thủ đô hoặc là ngay cả chính mình cũng có không biết có liên hệ không, rồi cái anh chàng của tuần trước có liên hệ khủng bố hay không. Mà tại sao Hoa Kỳ bây giờ lại có nhiều cái sự kiện như vậy, những sự kiện mà người ta bị tức quá hoặc bị tâm thần quá đến nỗi mà họ dùng súng, họ đi bắn một cách vô lý như vậy. Đôi lúc nhiều khi đang nói như lúc cũng vì là kinh tế. Tại vì là kinh tế mà nó cứ khó khăn quá, nó làm cho người ta bị bấn quẩn lên á. Vâng, đây là cũng rất là đáng tiếc là cái sự kiện xảy ra thì cuối cùng người mẹ qua đời và người con còn một người con. Nhưng mà để nói một cái chi tiết mà vui vui trong cái vụ mà shutdown này đó, thì quý vị biết là năm 1996 là dưới thời kỳ của Tổng thống Clinton đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng bị shutdown một lần. Thì có một vài người nhắc lại thì mới nói rằng trong cái thời điểm mà shutdown đó là cái thời điểm mà Tổng thống Bill Clinton gặp cô Monica Lewinsky. Bởi vậy phải giữ mấy ông này bận rộn, đừng nên cho mấy ông này rảnh rỗi. Và có nhiều người đang bắt đầu có những câu chuyện theo dõi ông Obama.
biết đâu những cái sự kiện mình đâu biết được, nhưng mà thôi thì đó là những hai cái sự kiện mà phải nói là cũng hơi chấn động trong tuần vừa qua. Một vụ đóng cửa shutdown và gọi là lockdown, khóa chặt lại thủ đô, nhưng mà ngay sau đó khoảng chừng 3 giờ cùng ngày thì họ giải quyết xong và mở cửa mọi chuyện lại bình thường lại. Thì người đàn bà đó là Miriam Carey, 34 tuổi, một cư dân tiểu bang Connecticut. Thật sự phải nói là một cô phụ nữ trẻ. Vâng. Và cái anh chàng mà đã bắn súng vừa rồi đó, thì cũng phải nói là xét một khía cạnh nào đó đó, thì một cách chung mà quý vị nhìn thấy đó là khi mà kinh tế mà nó khó khăn đó, tệ nạn xã hội nó xảy ra nhiều hơn là khi mà kinh tế nó tốt. Cho nên là cái nhu cầu mình vẫn phải cần đẩy cho kinh tế nó tốt lên. Vâng, Dương Phương cũng rất đồng ý với anh Quốc Bình. Thì chúng ta thấy rằng thiệt ra cái người phụ nữ này trẻ, quý vị thấy đi một cái xe cũng là khá sang trọng, có nghĩa là theo một số nguồn tin nó nói là một nha sĩ, thì quý vị thấy rằng không có phải là một cái gì trong một cái tư thế, trong một cái hoàn cảnh quá là khó khăn, nhưng mà do quá nhiều cái công việc, nhiều khi làm cái công việc nó quá nặng nề hàng ngày, quá gọi là có nhiều cái stress, cho nên là cũng có đến lúc mà con người ta giống như là không biết cái xã hội này có đòi hỏi quá nhiều đối với cái óc của một con người có thể chịu được hay không. Không, cái đó là người ta nói là trong một trong những cái mặt trái của cái xã hội tư bản. Khi mà một cách rất là chạy theo cái hiệu quả và con người ta trở thành là một cái guồng máy để mà hoạt động trong cái guồng máy đó, và cái sự mà tự do cạnh tranh đó nó cũng khắc nghiệt lắm chứ không phải không. Và một cái tin nữa là cái ngày mùng 1 tây tháng 10 là cái ngày chính thức á, là cái trang web mà healthcare.gov là bắt đầu hoạt động, là suppose là tất cả mọi người chúng ta là vô trong đó là để mình chọn lựa những cái kế hoạch để mua bảo hiểm. Đối với kế hoạch Obamacare mà được thực thi đó, thì mình sẽ, tất cả mọi người không có bảo hiểm bắt buộc phải có bảo hiểm. Nếu mà ai đủ tiền mua thì phải tự mua, ai không đủ tiền mua thì chính phủ trợ cấp. Đó là cái Obamacare. Và cái đó đó là một cái vấn đề mà không biết là vô tình hay cố ý, thì ngày mùng 1 tây bắt đầu mở cửa nhưng mà hình như không hoạt động cái trang web này, vô không mua được bảo hiểm đúng không? Vì người ta nói là theo chính phủ nói đó thì là do cái số lượng người truy cập ngay cùng cái ngày đó quá nhiều, cho nên gọi là cái nó bị nghẽn. Nhưng mà thật sự là đây là mình đang giả sử, nếu như mà giả sử một số người trong thời gian mà chưa quyết định thế này đó, trăm người ngàn người mua insurance, rồi bây giờ là luật thay đổi đổi lại thì trăm người này sao là không có insurance lại à, hay là bây giờ là phải dính với những cái người này là những người đã dính vào cái hệ thống mà mua bảo hiểm được giá rẻ rồi đó, hoặc là những người mà bây giờ không có tiền á, có thể là nên mua để lỡ sau này chính phủ phải giữ lời hứa. Xuân Vương nghĩ là chắc phải, tại vì đây là một cái dự luật đã được thông qua chứ không phải đã thành đạo luật chứ không phải còn là dự luật, thì mà hỡi đã mua rồi thì bắt buộc là phải chấp nhận nó giống như cái contract order, đó là một cái contract order. Cho dù là tiến hành hay không tiến hành thì bây giờ một số những người này giống như là mình mở công ty đó, vì bây giờ mình chỉ áp dụng cho những người thay đổi là những người từ đây trở về sau thôi, mà những người mà đã ghi danh trước rồi là phải nhận họ đó. Thì nhưng mà có thể là một sự, mình nghĩ là hơi có sự cố tình đó, tại vì là chưa có sự quyết định, nó chưa dám nhận khách hàng cho nên chưa dám bán, cho nên là thật sự là chưa có ai mua được bảo hiểm hết cả, mặc dù là trên lý thuyết là phải mua được từ ngày mùng 1. Sư Phương đề nghị anh Quốc Bình là nên đi viết những cái script cho những cái phim của Hollywood á. Conspiracy. Đúng rồi, mình nhiều trí tưởng tượng lắm đó quý vị. Thì đó là cái sự kiện của cái liên hệ dây chuyền. Nhưng mà cũng phải nói một cái dây chuyền nữa đó là cái sự kiện này cũng phải rất đáng kể, là ông Obama, cái thưa quý vị, thường là những cái cuộc họp mà quan trọng hội nghị thế giới đó, một trong những cái hội nghị thế giới là cái hội nghị APEC, mà quý vị biết là thường là những nguyên thủ quốc gia họ đến, mà ông Obama lần này phải nói là không có đi, mà gửi ông Kerry ngoại trưởng của mình đi thôi, mà phải ở nhà để mà gọi là chiến đấu trong cuộc nội chiến chính trị này đó. Thì phải nói là vấn đề này đang rất là hệ trọng đối với ông Obama. Nếu mà không quan trọng thì có nghĩa là giao cho ai đó làm việc nhà đi qua bên kia họp với lại OPEC. Thực ra ông Obama không dám đi quý vị, nếu mà đi thì dân chúng sẽ rất là tức giận. Nhưng mà ngược lại không đi đó thì rất là quê mặt với thế giới. Và cũng làm cho một số những người bên phía những quốc gia kia cũng tức giận. Đúng. Bởi vì nói là
ông coi cái tư anh coi như là hăm dọa Hoa Kỳ là Hoa Kỳ sẽ mất cái tư thế lãnh đạo của mình nếu mà không có hiện diện, không đủ uy tín đấy. Và đối với lại một số người khác á, thì cũng có thể là không, cũng không ảnh hưởng gì, cuộc họp vẫn tiến hành, những cái thảo luận, cái quyết định nó vẫn sẽ tiến hành, coi như là có qua ba hay không có ba sẽ không ảnh hưởng gì. Thì cũng là hai cái chiều suy nghĩ trong cuộc hội nghị APEC mà quý vị đang thấy là đang diễn ra ở tại Indonesia, thủ đô Bali. Và quý vị đang nhìn thấy là ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry, coi là một người thay thế bà Hillary Clinton mà quý vị cũng biết là trong cái nhiệm kỳ trước. Thì đó là cái sự kiện chúng tôi nghĩ là cũng khá là quan trọng đề cập đến cái hội nghị APEC ở tại đây. Nhưng mà có lẽ là chúng tôi sẽ mời quý vị trở lại cái chủ đề này sau phần quảng cáo, vì mình cũng vừa mới thấy đồng hồ điểm giờ là phải cần quảng cáo. Cho nên phép quý vị giữ màn hình coi một số quảng cáo và xin trở lại với phần chót.